Nhìn mày dạo này khác thật đấy. Suýt nữa thì tao không nhận ra. Mày cũng khác quá. Trông mày gầy hơn trước. Mày như cuộc sống không theo ý mày thì phải. Mày đừng có nói nữa. Tao đang chán đây. Thế đã xảy ra chuyện gì? Lần này mày về hẳn hay chỉ về chơi thôi? Tao thất nghiệp rồi, cho nên tao về hẳn luôn. Mày xem có chỗ nào làm không? Chỉ cho tao với. Chuyện này thì đơn giản thôi. Để tao bảo anh Cường là được. Cường á? Cường là người yêu mày à? Ừ. Anh ấy là chủ tịch tập đoàn ABA, chỗ mà tao đang làm việc đấy. Mày không đùa tao đấy chứ? Tao đùa mày làm gì? Để hôm nào tao dẫn mày đi gặp anh ấy nhá. Tuyền, em cũng ở đây à? Anh Hùng đấy à? Hôm nay anh lại có thời gian để uống cà phê cơ à? Ừ, anh cô đơn mà. Hôm nay chủ nhật, ngoài cà phê với ngủ ra, anh có biết làm gì đâu. Vâng, à quên, giới thiệu với anh, đây là Vân, bạn của em mới ở trong Nam ra. Chào em, anh là Hùng, bạn của người yêu Tuyền. Em chào anh, chắc anh cũng làm trong tập đoàn ABA ạ? Đúng rồi em, anh đang làm giám đốc kế hoạch của tập đoàn ABA. À, dạ vâng, nếu mà anh không ngại, thì ngồi xuống đây cùng bọn em ạ. Được, thế thì vinh dự cho anh quá, anh cảm ơn. Anh ngồi đi ạ. Anh Hùng này, Vân nó đang muốn về tập đoàn mình làm đấy. Anh xem thế nào, bảo anh Cường thu xếp giúp Vân nhé. Chuyện đơn giản mà. Cường nó đang có kế hoạch mở rộng, cho nên anh cũng cần thư ký mới. Nếu không ngại để anh bảo nó. Mày thấy sao? Được như vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh. Anh chỉ là người đề xuất thôi, còn người quyết định cuối cùng vẫn là chủ tịch. Dạ vâng. Nếu mà sau này em được nhận, vẫn phải nhờ anh chiều cố nhiều đấy ạ. Tất nhiên rồi. Thế thì để hôm nào em mời anh đi ăn để cảm ơn nhá. Được thế thì còn gì bằng. Thế bây giờ em cho anh xin số điện thoại nhá. Dạ vâng ạ. Em. Nay anh về sớm thế ạ? Em tưởng tiếp khách thì phải tới tận khuya chứ. Ừ, khách khứa hôm nay cũng dễ tính. Bàn xong cái là chốt hợp đồng luôn. Anh có mời họ đi ăn nhưng mà họ từ chối, bảo là phải bay về nước gấp. Thế ạ? May là không phải uống rượu như mọi khi đấy. Anh uống nước đi. Anh xin. À, em có chuyện này muốn nói với anh. Nói xem, có chuyện gì mà khiến em vui vậy? Bạn em mới ở trong Nam ra, hôm nay đi uống nước thì gặp anh Hùng. Anh ấy bảo đang thiếu vị trí thư ký. Anh xem thế nào sắp xếp cho bạn em vào làm được không ạ? Vậy bằng cấp và chuyên môn của cô ấy thế nào? Trình độ và chuyên môn của bạn ý cũng ngang với em đấy ạ. Thế thì không vấn đề gì. Khi nào em rảnh, em đưa bạn đến tập đoàn làm thủ tục nhận việc nhé. Em cảm ơn anh nhé. Giữa chúng ta có gì mà phải khách sáo thế? Dạ vâng. À, em dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy rồi. Thôi, em về nhé. Em về sớm làm gì? Ở lại ăn cơm với anh đã. Thôi, để khi khác. Hôm nay nhà em có khách nên phải về nhà để nấu cơm. Thức ăn em nấu xong để trong tủ lạnh ấy. Lát tắm xong anh hâm lại mà ăn nhé. Cảm ơn em đã luôn lo lắng cho anh. Anh mong một ngày sớm nhất sẽ được đón em về đây, sống chung cùng anh trong căn nhà này. Thôi được rồi ông tướng ạ. Lại bắt đầu xến xẩm rồi đấy. Thôi, em phải đi về đây. Em về nhé. Cô không sao chứ? À, không, tôi không sao. Lần sau đi đứng cẩn thận nhé. Dạ vâng, tại em có việc nên là em đi hơi gấp. Mong anh thông cảm ạ. Thế cô làm ở phòng nào? Dạ, em là thư ký mới của giám đốc Hùng ạ. À, hóa ra em là bạn của Tuyền à? Dạ vâng. Không lẽ anh là... Anh là Cường, chồng sắp cưới của Tuyền. Dạ, em cũng muốn gặp anh mấy lần để cảm ơn. Không ngờ
lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Anh giúp em là do Tuyền nhờ vả thôi. Cố gắng làm việc, đừng phụ lòng của anh nhé. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Thế nhá. Dạ, em chào anh ạ. Em đến rồi à? Em ngồi đi. Dạ vâng. Anh hẹn em ra đây có việc gì không ạ? Đang giờ nghỉ trưa mà. Hẹn em ra đây một chút cho thoải mái thôi. Lần sau anh không cần phải làm vậy đâu. Em sợ đồng nghiệp hiểu nhầm lắm. Sợ gì chứ? Em là thư ký của anh. Anh đi cùng em cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dạ vâng. Biết là như vậy. Nhưng mà tránh được thì vẫn tốt hơn à. Thế tối nay chắc là không vấn đề gì đâu em nhỉ? Vậy tối nay anh mời em đi ăn nhá. Anh cũng biết rồi đấy. Em là người mới, còn nhiều việc phải làm nữa. Em xin lỗi ạ. Em bị làm sao vậy? Có phải anh đã làm gì sai rồi không? Tao ở bên này. Anh Hùng ở đây ạ? Mà này, mày ngồi đây nói chuyện với anh Hùng nhá. Tao về tập đoàn có chút việc. Em xin phép. Dạo này anh Hùng rảnh thế, thấy cà phê suốt thôi. Anh rảnh cũng bình thường. Này, có phải anh thích Kỳ Vân rồi không? Em cũng nhận ra à? Biểu hiện của anh rõ như thế, em không nhận ra mới lạ đấy. Thế em có cách gì giúp anh không? Đương nhiên là có rồi. Lại đây em bảo. Thật à? Anh Cường. Vân à, sao em đứng ở đây? Em đợi anh đấy ạ. Đợi anh sao? Có chuyện gì vậy? Không, Tuyền nó rủ em đi uống cà phê ở bên kia. Em nghĩ là anh cũng muốn gặp Tuyền, nên là em đợi anh đi cùng đấy ạ. Sao Tuyền không đợi anh mà lại bảo em? Tuyền với cả Hùng đi trước rồi anh ạ. Có cả Hùng nữa sao? Dạ vâng. Em tình cờ gặp Tuyền với cả Hùng đi uống cà phê. Họ cũng rủ em vào uống cà phê cùng. Thế nhưng mà em thấy hai người đấy như kiểu có chuyện riêng tư muốn nói, nên là em không muốn làm phiền, đành đứng đây đợi anh đi cùng đấy ạ. Vậy à? Dạ vâng, mình đi thôi anh. Được rồi, chúng ta đi. Anh. Sao thế? Hình như anh Hùng với cả Tuyền nó có chuyện riêng cần phải nói. Mình đừng làm phiền họ nữa à? Hay là mình đi quán khác đi ạ? Vậy cũng được. Dạ vâng. Mời vào. Đến rồi à? Ông tìm tôi có chuyện gì không? Tôi thấy hình như ông rất thích bạn của Tuyền thì phải. Mày đang nói đến Vân à? Ngay cả đến chuyện này mà ông cũng biết à? Tôi nhớ là tôi kín miệng lắm mà. Ông thấy cô ấy là người như thế nào? Biết nói sao nhỉ? Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, rất khó đoán. Thôi được rồi, ông đi về làm việc đi. Tôi đang bận bao nhiêu việc mà ông gọi tôi sang đây chỉ hỏi như thế này thôi à? Ông được đấy nhờ. Đừng có tưởng làm chủ tịch thì muốn làm gì thì làm. Em chào anh ạ. Anh Hùng vừa gặp anh có chuyện gì vậy ạ? Không có gì đâu. Ở tuần này. Dạ. Em với Vân chơi với nhau lâu chưa? Bọn em học chung hồi đại học. Sau đấy Vân vào Nam để lập nghiệp. Từ đó cũng ít liên lạc hơn. Mãi gần đây cậu ấy ra đây thì bọn em mới gặp thôi. Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này? Anh nghĩ là em nên cẩn thận với người bạn này.
Anh nói gì lạ vậy? Sao em lại phải cẩn thận với cậu ấy chứ? Không phải ai cũng có suy nghĩ đơn thuần như em đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Anh gọi em lên đây là vì chuyện này à? Lẽ nào chuyện này không đủ quan trọng với em? Vâng, em sẽ cân nhắc. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, em đi về làm việc đi. Chiều tan ca em qua nhà anh nhé. Được. Em xin phép. Anh Cương. Có chuyện gì vậy? Trưa mai chủ tịch có bận gì không ạ? Sao thế? Có vấn đề gì à? Chẳng là em vào làm trong này cũng được một thời gian rồi, nên là em muốn mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn. Mời anh đi ăn tối thì lẽ sợ mọi người hiểu nhầm, nên là em muốn mời anh đi ăn trưa ạ. Anh giúp em là vì Tuyền. Nếu em muốn cảm ơn thì nên mời Tuyền cùng Hùng nữa. Dạ, Tuyền với cả anh Hùng em sẽ mời vào một dịp khác. Còn trưa mai em muốn mời riêng anh đi ăn được không ạ? Chủ tịch, anh thấy sao ạ? Được rồi, hẹn gặp em trưa mai nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, giám đốc Hùng ạ. Em vẫn chưa về à? Dạ, em có chút việc nên phải ở lại làm thêm ạ. Vậy tối nay em có rảnh không? Anh mời em đi ăn nhé. Tối nay ạ? Tối nay em lại bận mất rồi. Em xin lỗi nhé. Em đúng là mẫu người của công việc đấy. Dạ, trách nhiệm của em thôi ạ. Mà thôi, em xin phép. Thế khi nào em xong việc, anh đưa em về nhé. Dạ, thôi không cần đâu anh ạ. Em cũng đi xe mà. Em chào anh. Alo, tao nghe đây. Mày đang làm gì đấy? Tao đang chuẩn bị đi ăn, có việc gì không? Tao say quá. Mày đến nhà nghỉ đón tao về với. Mày đang ở nhà nghỉ á? Có gì nói sau nhá. Tao gửi địa chỉ. Ơ, này. Này. Cái con này. Vân ơi, Vân! Mày gọi trong đó không? Vân ơi! Vân! Anh Hùng, sao anh lại ở đây? Có người bảo anh là Vân đang say ở đây, thế còn em? Vân gọi cho em, nó cũng bảo như vậy đấy ạ. Cô ấy đi đâu được nhỉ? Em tìm mãi mà vẫn chưa thấy. Không liên lạc được. Có khi nào Vân say quá nên mất điện thoại ở đâu rồi không? Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, chứ ở đây người ta hiểu nhầm đấy. Vâng. Anh thấy quán ăn ở đằng kia nhiều, tại sao lại phải sang tận đây? Em nghèo lắm, mãi mới tìm thấy quán giá cả hợp lý ở trên kia. Em mới ra ngoài mà có vẻ thông thuộc địa bàn quá nhỉ? Có cái gì đâu ạ, mở điện thoại lên thì cái gì cũng biết ạ. May quá, họ không nhìn thấy. Chủ tịch, anh không sao chứ? Em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ.
Anh không muốn ăn nữa, mình ra quán cà phê nói chuyện đi. Chủ tịch, anh thật sự không muốn ăn gì ạ? Vâng, em nghỉ việc đi. Chủ tịch, anh vừa nói gì cơ ạ? Chuyện ở quán cà phê hôm trước và chuyện ở khách sạn ngày hôm nay nữa, anh nghĩ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Có phải em đã sắp đặt mọi chuyện phải không? Anh nói gì em không hiểu ạ? Hiểu hay không thì trong lòng em rõ nhất. Anh không muốn nhắc lại, cũng như làm Tuyền khó xử nữa. Tốt nhất là em nên lặng lặng rút lui đi. Anh cũng giỏi thật đấy. Thế nhưng mà anh tin tưởng bạn anh và người yêu anh đến thế cơ à? Người như em không thể hiểu thế nào là tình yêu, tình bạn, lại càng không thể hiểu thế nào là sự tin tưởng lẫn nhau đâu. Em đánh giá sai anh rồi. Anh không hiểu mục đích của em là gì. Là muốn làm tiểu tam, hay là vì ganh ghét, đố kỵ với bạn của em? Nhưng có là gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Anh nghĩ em nên thay đổi đi. Nếu cứ giữ cái tính này thì cho dù em làm ở bất kỳ môi trường nào cũng không tồn tại được đâu. Mày ở đây à? Điện thoại của mày đâu? Sao tao gọi mãi cho mày không được? Mày có biết tao và anh Hùng lo cho mày như thế nào không? Mày lo cho tao thật à? Chả thế thì không à? Tao vừa qua xóm trọ của mày để tìm mày đấy. Còn anh Hùng vẫn đang đi lùng khắp các nhà nghỉ để tìm mày vì lo lắng cho mày kia kìa. Mà mày đi đâu thế này? Tao nghỉ việc. Mày nghỉ việc á? Sao mày lại nghỉ việc? Nói tao nghe, đã xảy ra chuyện gì? Tao làm hay nghỉ thì liên quan gì đến mày? Không cần phải quan tâm đến tao đâu. Mày nói gì lạ vậy? Tao là bạn của mày cơ mà. Từ giờ thì không phải nữa. Tao không xứng đáng là bạn của mày. Vân, có chuyện gì mày cứ nói tao nghe, tao sẽ giải quyết giúp mày. Nếu khó quá, tao sẽ nhờ anh Cường. Anh Cường là một người rất tốt, đặc biệt là với mày. Chúc mừng nhá. Vân! Anh Cường, sao cái Vân nó lại nghỉ việc thế? Không hiểu là em ngốc thật hay là giả vờ nữa. Anh nói gì em nghe không hiểu. Không hiểu cũng tốt, như vậy sẽ đỡ đau đầu. Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hay anh đuổi việc cái Vân à? Không phải, anh chỉ giới thiệu cô ấy đến chỗ phù hợp hơn thôi. Chỗ này không phải rất tốt sao? Anh làm như vậy em thấy không ổn đâu. Lỡ cái Vân nó giận em thì sao? Thôi, đến giờ làm việc rồi, em đi vào làm việc đi. Có gì tối mình nói chuyện sau. Nhưng mà... Thôi,